Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Aha Vlog. Thì ngày hôm nay là một ngày rất là vui nha mọi người. Một ngày hôm nay là ngày sắm đồ Tết cho ba mình. Với lại đây nữa. Trời ơi, thôi em không có sắm, em mua Shopee rồi. Đây nữa, phải không? Không biết. Có phải như vậy không? Ai trả tiền? Lạ nhá. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi sắm đồ Tết cho ba mình nha mọi người. Tết đến rồi, còn nửa tháng nữa, tháng gì nữa Tết rồi mọi người. Cho nên là gia đình mình đi sắm đồ Tết nha. Ba mình thì mấy năm trước thì mình mua về không à, mà năm nay mình dắt ba mình đi thử luôn cho vui nha mọi người. Mời mọi người cùng đón xem video này nha. Let's go. Mình sẽ dắt ba mình vô trong này. Shop này rất là bự luôn. Vậy đi. Mày lựa đâu vậy? Tết mà. Con cũng lựa đâu luôn. Trời ơi, có nữa hả? Không trả tiền. Ở gì á? Không á. Nè, nếu mà em trả tiền thì em tặng anh đôi này. I do. Không có làm gì nên thân hết chứ. Trời ơi. Dạ. Có giá mà. Bây giờ sẽ cho ba với Nhã lựa dài nha mọi người. Mấy đôi này chỉ hợp với quần tây thôi. Mấy cái đôi bóng bóng này là hợp với quần tây. Còn cái da da sặc này là hợp với quần jean á. Nè, ở phía sau nữa nè anh. Sao lưng nữa nè. Nhiều lắm mọi người ơi, trời ơi. Bên đây mẫu trẻ lắm. Bên đây mẫu trẻ, bên đây mẫu lớn tuổi nè. Nói được đó. Lại mình thử đi. Vin nè. Vin này bằng vin đen. Đen với vin trắng cũng được nó. Được rồi, bạn thử coi. Áo bông lươn chà. Áo bông lươn. Bạn thử coi. Ba mình mới mua rồi, hai cái quần vin nha. Cái đen với cái mình kia mua mấy quần Evisu với gách đây nè. Ba không chịu. Vừa khùng á. Dạ. Đó. Thôi. Vậy là nhiều không? Bó thì cũng chưa trẻ đi. Vừa thấy dừa không? Dạ, nó có bị chặt tay mà. Thử còn sai không? Nó hơi chặt không? Tại vì còn cái áo trong nữa nha. Trong đó thương mại. Hơi bó không? Hơi bó nha. Hơi bó. Anh kiếm ở đằng kia kìa, cái xanh xanh tay xanh kìa. Ở trong đây là rất là nhiều mẫu luôn nha mọi người. Đầy đủ mà từ già tới lớn, ủa không, từ già tới nhỏ, nhỏ xíu luôn cũng có. Đúng không? Không, cái này đậm hơn. Cái này đậm hơn phần dưới. Ừ. Cha lấy cái sáng này bạn rồi cha. Em bận hay gì em? Ừ. Em mua bận rồi. Em mua cho anh mà anh nói gì á? Thôi ạ. À. Cảm ơn ạ. À. Vậy? Em chê anh già rồi em còn đưa mấy bộ này nữa bạn. Ủa? Già khù luôn quá. Ủa gì là anh biết anh già hả? Anh mặc cái này anh già hả? Em chê anh chứ còn gì nữa. Thì anh già em với anh già thôi. Cái nào ta? Anh đang lựa cho Nhi. Thôi dễ luôn quá. Nhưng mà chắc là Nhi sẽ mặc không vừa mấy cái này. Nhi bự lắm rồi. Đẹp ha. Ba mình không thích bận nó luôn. Dễ mỏng nha. Nhìn thấy yếu. Yếu ba nó yếu. Sang cái đây thôi. Ôi. Đóng vô cái nó là vừa form ha. Ừ. Nó kia có áo kia ba khoái. Tiếc kìa khoái mà vừa khi nó giật cục tay nè. Cái nó bắp bụng quá trời. Nó ờm quá hả ba? Trời ơi. Chắc đó. Đẹp đó. Được á. Nhất chốt này đi. Chốt này đi. Ba thấy kỳ kìa. Thấy được không? Thấy nó hơi già quá. À đúng rồi, nhìn nó hơi trẻ trẻ. Thank you.
Đẹp không? Nó kìa đó. Nó chấp đèn nữa. Này ba này đang thiết kế cho kudo nữa. Đây nè. Thiết kế cho kudo mọi người. Bước rồi. Thấy không? Tới giờ mệt mỏi. Nguyên một. Không mệt. Không mệt à? Rất là khỏe. Khỏe không? Khỏe. Nguyên một sọt đầy luôn nha. Nửa triệu rồi đó. Đôi giày. Đôi giày nửa triệu. Bữa nay mình chỉ mua đồ cho ba với lại ba của Hằng với Nhi. Còn hai đứa mình thì không mua. Rồi, đã thanh toán xong. Tổng thiệt hại 3 chiếu. Đi, về thôi mọi người ơi. Bây giờ cũng đã mua đồ cho ba đồ xong hết rồi nha mọi người. Thì bây giờ sẽ đi ăn, đi mua cúc nướng để ăn nha mọi người. Tại vì đồ mình có đặt ở trên mạng nên là với lại cái shop đó nó không có hợp gu của mình. Gu ở đó vậy như là đồ nam thì đẹp nha, nhưng mà đồ nữ đó là gu công sở, anh hiểu không? Cho mấy chị công tây sở nữa hả? Quần tây áo sơ mi rồi đó, dành cho những gì đó thôi. Nên là mình cũng có đặt trên mạng rồi mọi người, nên là ra đó mình không mua được gì chứ. Mua về mặc kiểu như nó không hợp cái gu của mình đó mọi người, nên là không có mua. Còn Nhã thì cũng có đặt trên mạng luôn, nên là hai đứa mình tại biết mua đồ online mọi người. Có nhiều mẫu mã nó đẹp á, dễ lựa hơn. Đi ở ngoài đó chóng mặt quá trời. Rồi em thấy thèm rồi chứ. Bắt cái đèn lên được chứ. Bà mọi người ăn với sữa dầm với mình nha. Rất là ngon. Nhưng mà hơi ngọt. Một ngày luôn, ba đi ba. Ngon không? Cảm nghĩ như thế nào về ngày hôm nay? Ba cảm nghĩ như thế nào về ngày hôm nay? Vui. Con sắm đồ Tết cho vui. Ủa sao anh kì á? Anh vui. Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tươi vui chạy. Dạ. Đi chơi với ba mình thì đó giờ mình như là lần đầu tiên mình dắt ba mình đi sắm đồ á. Còn mỗi năm thì cái gì á? Mua cho những cái ba không dễ chọn thích kiểu màu rồi đó. Đúng rồi, nhiều mỗi năm thì mình mua đem về cho ba. Năm nay mình dắt ba đi mua luôn, nhiều khi cái sở thích với cái style của ba nó khác với cái con mắt nhìn thời trang của mình, cho nên là mình không có mua được đồ ba ưng ý. Thì đợt này mình dắt ba đi mua luôn, cho nên là ba có ưng ý gì những bộ đồ ngày hôm nay không? Ba mình nãy mua được ngộ ba ngộ lắm, cái nào đẹp mặc vậy đó vậy đó. Con cũng vậy vậy. Mặc dù đồ nhiều thiệt mà thích cái nào mặc chết đó vậy đó. Con cũng vậy vậy. Mình nhiều người thích gì bạn đó không hoài, bạn nào cũ thôi à. Cũ cho bạn khác. Tại vì ba mình không ai nói riêng ba mình mà mấy người kiểu như người lớn luôn mọi người. Thì ta sẽ kiểu như thấy con đồ đó giá trị nó mắc quá thì sẽ sót. Nhưng mà quan trọng là cái nó đẹp với lại đúng cái sở thích của ba. Còn ba rẻ nhưng mà cái không đúng sở thích của ba bận vô cũng đâu có thì thích mặc quần jean áo jean đồ kaki rồi á, chứ mình giải ba không thoái, giải nó yếu ớt lắm. Ba mình không thích thì bận mấy cái giải này nha mọi người. Giải này ba mình nó yếu, bận nhìn yếu mà, cho nên là quần jean rồi giải jean thì ok. Ai người yếu sẵn rồi mặc đồ yếu vô nữa hay. Ba mình lúc trước mập á mà mập bệnh quá trời. Rồi ba mình ngưng uống hút nhất á, rồi ba mình ốm lại thì bớt bệnh luôn rồi. Lớn rồi, năm mấy nay đã bệnh. Lớn, ba lớn tuổi mà ba mập quá, lên ký quá là bị bệnh tiểu đường thì tùm lum hết trơn á. Đúng rồi, tiểu đường gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, huyết áp luôn, 4 năm mới bệnh.
ba mình đi làm mà không sao hết trơn, ba mình còn khỏe còn đi làm, người mình kêu ba mình nghỉ hoài ba mình không chịu nghỉ. Nghỉ gì con ơi, còn khỏe thì làm nào đấu đế qua tính sao, để cho ta không chịu nổi đâu. Nó không buồn, giống gì cho mọi người, nó không buồn. Cho nên là ba mình nó mày quá. Nhà làm ra vô hoài chết. Nhà phải giờ có cháo được ha, giữ cháo được ok. Được, nhà ta giữ cái cháo rồi được. Cho tao làm gì cho đỡ buồn. Cái nhà đi tới lưu hoài cũng buồn. Không chịu có nổi đấy anh, mình mệt cái gì nhà thấy nhà cửa xanh bãi gác ghế, cây lá rụng rồi tao quét à. Nó không chịu nổi. Ngồi vậy con người. Nếu không nghỉ ngơi không chịu, chịu cái này chịu làm hoài. Thì Hân cảm giác như thế nào về buổi mua đồ ngày hôm nay? Rất là vui, em vui còn ai buồn là em không biết. Chứ cũng cảm ơn tụi con. Dạ. Mấy bộ đồ Tết. Trời ơi, ba ơi, gì ba. Nghĩ sao cảm ơn. Ba đó giờ ba mua đâu biết bao nhiêu mà nói. Lớn lên thì mua lại với ba để có vài bộ. Ba cũng con lớn lên trưởng thành, ba cũng mừng. Đó mình ba mình Tết ấy, dắt mua đồ người, nhưng mà đó thì không có được khá giả cho nên đi mua bộ, đi mua một bộ rồi Tết là mua được một bộ hai bộ, mà mua một bộ ha mình thích cái bộ lúc trước là nó có style là cái quần jean dài á, có cộng dây xích mà treo lên quần treo tới cái túi á, nằm bể túi trời ơi mặt. Mình kiếm cái quần đó nguyên cái chợ không có, có một chỗ duy nhất mà nó rộng quá, mình phải ra mình bóp lại mọi người, bóp quần mình bận bận được ngày một rồi bị tay chọc quá mình để ở nhà luôn. Giờ mình thấy đổi thay, hồi xưa là cha sắm đồ cho con, bây giờ mình lại con sắm đồ cho cha chỉ mới đã chứ. Thôi thì cũng cảm ơn mọi người nha, mọi người đã xem video nha. Mình với Hân thì hai đứa mình thì sắm đồ riêng rồi mọi người, với lại đồ cũng còn cho nên là cũng không có sắm nhiều. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video của gia đình mình nha. Nếu như mọi người thấy video này hay bấm like đăng ký kênh ủng hộ kênh Na Hai Vlog nha. Thì gần Tết thì chúc mọi người đi sắm được nhiều đồ đẹp nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.